Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel youtube của mình Hải nhá Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với quầy thú anh em nhá Và mức vốn hôm nay mình mang vào là 500k anh em ạ Và bây giờ mình sẽ tiếp tục quầy thú tới 3 đến 6 cửa cho anh em xem tham khảo nhá Anh em ạ, thì gần nhất ở đây thì mình thấy đang về hầu như là Nhưng về cửa À, thú khá nhiều anh em ạ Nói chung là hơn nhau một vài cửa anh em nhá đó là cửa gần nhất anh em ạ rồi thì mình sẽ bắt nhịp đầu tiên cho anh em với bốn cửa 5 cửa luôn anh em nhá thì mình sẽ đi với bốn cửa với hai thú và hai chim đồng thời mình sẽ lót một ca, 100 với cá ca, cá trắng luôn anh em này rồi anh em ạ Ok nhá cửa này đã thành công về cho mình cực khí rồi Đấy, ok nhá đây về cửa khí thành công đầu tiên cho mình này. Và tiếp tục bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lại à, với đây anh em này, với cá à, con cá trắng anh em nhá. Đây mình sẽ đi con cá trắng với 70. Ok chưa? Đồng thời bốn cửa thì mình sẽ lót ra hai cửa 6 mỗi cửa là 200. Ok anh em nhá. À, riêng con gấu mình cũng lót 200 anh em ạ. À, thiếu mất 100 không là mình cũng sẽ lót à, à ngay con công rồi. Ui trời ơi, tuyệt vời anh em ạ, siêu phẩm rồi. Lần đầu tiên anh em nhá. Lần đầu tiên mình quay thú anh em ạ. Đá về cho mình ngay con cá trắng anh em này. À, rất huy hiểu luôn anh em ạ. Mình chưa bao giờ về câu nhưng mà mặc dù là à, ít thôi anh em ạ, chỉ có 70k thôi. Chứ nếu mà nhiều nữa thì đúng siêu phẩm luôn anh em nhá. À ngon lành cành đào chưa? Thì à, cũng được à 1 mét 6 rồi anh em ạ. Ok lắm rồi anh em nhá. Rồi mình sẽ tiếp tục lót lại với à, à, cá trắng này anh em. Ok chưa? đây rồi trời ơi cửa này không thành công rồi anh em ạ, đây cửa này về tiếp cho mình là con khỉ rồi anh em ạ, lại không về cho mình con à, à, ngay con thỏ anh em nhá, mình đã lót thỏ rồi, à, đi quá nhanh luôn, quá nhanh anh em ạ, rồi không sao anh em ạ, cửa này mình sẽ lót lại với à, con khỉ luôn, khả năng anh em nhá, ấy lịch sử nó cách nhau một cửa, à, con cá trắng lại về ngay con khỉ anh em này, nếu mà cửa này mà đi về tiếp cửa khỉ thì Quá tuyệt vời luôn anh em nhé, Lần này mình sẽ đi đúng 6 cửa anh em này. Đây. Trời ơi về cực kỳ rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời anh em nhá. Đấy, 6 cửa của mình đã thành công nhá. Thì anh em nên nhớ này, 6 cửa anh em phải đi như thế nào cho nó hợp lệ anh em nhá. Đấy, ví dụ như bên cửa thú đây anh em nhá. Cửa thú này có hai bốn cửa thì anh em có thể đi hai cửa này. Ở bên cửa chim vậy anh em ạ có bốn cửa anh em này. Bốn cửa anh em đi hai cửa nhá. Và ở trên ấy có hai cửa x2. Đấy, một bên cửa thú và một bên cửa chim mà anh em có thể đi một cửa nha và ở dưới này nữa anh em ạ Ở đây riêng con cá trắng và con cá vàng anh em này thì anh em có thể đi một cửa anh em nhá đó tất nhiên là tất cả ở đây thì anh em có thể đi là tất cả là sáu cửa là ok Đấy, nhưng mà anh em phải đi sáu cửa cho nó hợp lệ anh em ạ rất nhiều anh em là đi không đúng rồi anh em nhá rất nhiều anh em luôn Đấy, đến khi rất là khó anh em nhá phải đi cho đúng chuẩn anh em ạ đây thì à, mình vừa nói là thành công tiếp cho mình về à, à, cửa chim anh em ạ đó về chim câu anh em nhá và bây giờ mình sẽ tham khảo thêm một cửa này là nó đổi về cho chim câu rồi thì không biết là cửa này nó sẽ đổi lại tiếp cho cửa thú hay là về cửa chim tiếp đây anh em vẫn về chim câu anh em ạ ấy về chim một câu tiếp là anh em hai cửa luôn à ok anh em nhá mình đã nhận ra được hai cửa chim một câu rồi À, khả năng cao anh em nhé khả năng cao đấy cửa này nó sẽ đổi anh em ạ à, đổi về lại cho mình à, khả năng là về tiếp à, con gấu hoặc là con thỏ anh em này chắc chắn là như vậy rồi đây thì mình sẽ à, đây, giao nhau với bốn cửa này anh em nhé Đấy, bốn cửa này thì mình sẽ đi uh, hai thú và hai chim đồng thời mình sẽ đi cửa thỏ về và cửa gấu luôn trời ơi ok anh em ạ mình nói không sai luôn anh em ạ một nó sẽ về gấu hai là về cửa thỏ anh em nhá ấy đặc biệt cửa này đã về cho mình cửa gấu rồi đấy rất là ok anh em ạ mình nhận được ở chỗ này anh em này trước đây anh em nhá nó đã về hai cửa anh em hai cửa thú này là về hai con con chim bồ câu này đấy, hai con chim bồ câu không có nghĩa là bây giờ nó lại quay ngược lại cho mình con khỉ tiếp đâu anh em ạ Khả năng cao nên nó sẽ về lại đổi các cửa thú tiếp. Ấy nhưng mà mình chọn cửa này là ngay con um, gấu anh em nhé và đã thành công rồi. Rồi tiếp tục mình sẽ đi thêm một cửa đây anh em này. Đó, ok chưa? Ấy lần này đúng giao nhau một cửa thôi, giao nhau một đúng cửa một cửa thú rồi. Và bây giờ nó đổi sang, Ấy nó đổi sang cửa én anh em ạ. Đó. Nếu mà đổi sang cửa én cửa này thì mình sẽ đây nó đổi én rồi thì mình sẽ đi én lại tiếp anh em nhá đây mình sẽ đi cửa én tiếp này đồng thời là mình sẽ đi chim một câu này ok chưa 100 ai tiếp tục bên này thỏ mình thì sẽ đi năm một năm mươi tiếp tục lại gấu anh em ạ một trăm tiếp anh em anh em nhá bốn cửa nhá ui sợi én rồi én rồi anh em ạ quá chuẩn luôn ấy bây giờ quá rõ ràng anh em nhá ấy nó sai một chíu ở đây là nó chỉ về một con khỉ à, một con gấu thôi anh em ạ ấy nếu như mà nó về hai con gấu thì nó giống hệ ở cửa dưới rồi Ê, nó giống hệt cá cửa thú thôi, nhưng mà các con thú đó là không giống anh em nhá. ấy bởi vì nó về đôi khỉ xong về đôi chim bồ câu, thì sau nó đổi sang thú, thì bây giờ nó về một đôi chim én uh, anh em này. rồi thì mình sẽ tham khảo xem nó đổi sang cửa thú hay không, biết liền anh em nhá. ấy tham khảo cửa này này. đó nói chung là bây giờ mình cũng ok rồi anh em ạ, à. non lên quá đẹp rồi. Đó, lại tiếp tục về đổi về cửa thú đây anh em này. đó lần này thì chắc chắn là về con khỉ này rồi rất rõ ràng anh em ạ, khả năng cao vẫn cực khỉ anh em ạ, rất cao luôn nha. À, cho nên là cửa này mình sẽ à, à, đổi nhẹ một cửa này, à, khỉ thì tất nhiên là mình sẽ vẫn giữ nguyên anh em, ạ. mình sẽ đi lại khỉ khả năng về đôi. À, còn à, sư tử thì mình sẽ đi à, vẫn là một vẫn hai thú hai chim. À, riêng bên này thì mình sẽ đi hai cái tám luôn anh em ạ, à, mình sẽ đi ui sợi đây rồi. Tuyệt vời anh em ạ. Vậy là không ngoài dự đoán của mình luôn anh em nhá. Đã về cho mình hai khí luôn. Tuyệt vời anh em ạ. Đây này anh em này, ba m 1 quá đẹp rồi anh em này. Thôi không sao anh em ạ, mình sẽ tham khảo thêm một cửa này nhẹ nhàng nữa anh em nhá. Nếu như một cửa này tiếp tục thành công mình sẽ tiếp tục còn cửa này không thành công, mình nghỉ anh em ạ. Ấy tạm dừng là ok rồi. Hôm nay quá đẹp rồi anh em ạ, quá ngon rồi. Đấy với mức của mình mang vào là 500k thôi mà bây giờ mình đã thành công lên được 3 mét rồi anh em ạ đó quá đơn giản luôn anh em trong vòng 17 phút nha rồi thì à, tiếp tục cửa tiếp theo đây đã về công rồi anh em này ấy thì mình cũng đã nói về anh em rồi đấy, cửa này mà thành công tiếp thì mình sẽ tiếp tục còn mà không thành công ấy thì mình sẽ nghỉ anh em nhá Có như hôm nay mình ăn non quá ngon rồi anh em ạ ấy từ 500 k lên ba mét anh em nhá rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video anh em nha chúc anh em thành công chào anh em bye bye anh em nhá